Xin chào các bác nha, hôm nay em sẽ lên một video ngắn test về cái lực hút của cái dòng V8 ở chế độ nhỏ Một số bác thì vẫn băn khoăn là tại sao là không sử, tại sao không nên dùng chế độ mắc? thì em cũng giải thích luôn bởi vì khi các bác dùng ở chế độ mắc, cái thứ nhất là cái thời lượng pin nó sẽ rất là ít, cái thứ hai là khi chúng ta dùng ở cái chế độ mắc thì đòi hỏi là cái động cơ nó phải hoạt động hết công suất mà động cơ phải hoạt động hết công suất thì sẽ dẫn đến là nóng máy, nóng động cơ và nếu mà các bác sử dụng ở trong các bác sử dụng chế độ mắc trong một thời gian dài thì sẽ dẫn đến hậu quả là hỏng động cơ hoặc là hỏng pin và bây giờ em sẽ test cho các bác để các bác hiểu rõ được là khi chúng ta sử dụng ở chế độ nhỏ đây nhé đây là em đang để máy V8 ở chế độ nhỏ này Và tất cả các máy bên em từ V6, v 3 cho đến V11 Thì bên em đều bao chế bao thờ lượng pin ở chế độ nhỏ Tất cả các máy, các dòng bên em, bên em đều bao ở chế độ nhỏ không tải nhé và chế độ nhỏ này bây giờ em sẽ test uh, khi các bác lắp cái phụ kiện này em uh, sẽ uh, vi lên video và test cho các bác về những uh, cái lực hút lực hút của cái máy này khi các bác lắp phụ kiện mà sử dụng ở chế độ nhỏ xem nó hút như thế nào nhé đây là em đang để ở chế độ nhỏ nhá và đối với cái máy thì khi lắp cái phụ kiện đầu hút khe vào thì rác bụi bẩn đã được hút sạch vào trong này đấy và với tất cả những cái máy thì khi sử dụng ở chế độ nhỏ thì dùng ở chế độ nhỏ không có nghĩa là lực hút nó hơn gió nhỏ các bác nhé đấy dùng ở chế độ nhỏ thì không không có nghĩa là lực hút nó sẽ nhẹ và và nó sẽ nhỏ không hút được rác mà là khi các bác sử dụng ở chế độ nhỏ thì nó sẽ giữ được cái bền của cái máy và bây giờ em sẽ thử nghiệm với cái đầu hút thảm nệm đầu hút thảm nệm mà khi sử dụng ở chế độ nhỏ các bác cắm trực tiếp vào máy và à, đây sử dụng ở chế độ nhỏ thì sẽ hút như thế nào nhé tất cả rác bụi bẩn đã được hút vào trong cái hộp đựng rác này. đây là sử nghiệm uh, lắp uh, phụ kiện vào trong um, trực tiếp vào máy và sử dụng ở chế độ nhỏ như các bác có thể nhận rõ là uh, khi sử dụng ở chế độ nhỏ thì lực hút nó vô cùng ổn định và lực hút nó cũng đủ mạnh, không nhất thiết chúng ta phải sử dụng ở chế độ mắc và hàng bên em lúc nào cũng sẵn có nha và các bác nào mua hàng thì liên hệ trực tiếp với bên em qua số điện thoại em đã ghi sẵn trên màn hình và xin cảm ơn các bác đã theo dõi hết video này